Ok, xin chào các bạn quay lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay hướng dẫn các bạn vệ sinh máy giặt tại nhà và đơn giản. Và cái này là vệ sinh định kỳ nha. Các bạn lưu ý đây là vệ sinh định kỳ chứ không phải vệ sinh sau máy giặt. Tức là vệ sinh định kỳ là tại sao? Tức là hàng tháng mình sẽ vệ sinh một lần. Hoặc là các bạn tiệm giặt ủi theo cái tiêu chuẩn của mình á, là cả tầm 90 lần. Ở tầm 90 lần giặt là tức là một ngày một máy giặt 3 lần. Thì một tháng sẽ là 90 lần, thì cỡ tầm đó là mình sẽ vệ sinh một lần, thì cỡ tầm đó là phải vệ sinh rồi. Hoặc là các bạn nào chưa tới ít hơn nữa thì một tháng thì cũng phải vệ sinh một lần. Vệ sinh định kỳ ở đây thì để cho các bạn là có thể là máy nó sạch hơn, máy giặt nó thơm hơn và nó không có đóng cặn đó. Chứ nếu mà các bạn cứ để 6 tháng hay 3 tháng hay như nó là nó đóng cặn, nó bám vào trong cái thành lồng rồi. Khi mà nó bám vào trong cái thành lồng thì giống như nó bị bệnh quá, nó bám vào trong thành lồng rồi, thà mình phải tháo máy thì nó mới sạch được. Chứ còn mình vệ sinh định kỳ, tức là mới mua về mà mình vệ sinh liền á, hàng tháng vệ sinh liền thì nó sẽ sạch, giống như chiếc xe mình mới mua về thôi. Cứ hàng tháng nếu mà đi mưa đi bệnh cái là mình xịt liền á, thì nó sẽ không bị reset, không bị bám bệnh. Còn ví dụ nếu mà để lâu nó bám vào rồi xịt, đôi lúc nó cũng phần cái góc đó nó cũng bị reset, hoặc là nó bám nó in hằn trên đó, nó cũng khó ra lắm. Thì bởi vậy là các bạn phải vệ sinh định kỳ đó, tức là máy mua về là vệ sinh phải về cứ hàng tháng là phải vệ sinh liền đó. Tại vệ sinh á, hiện nay trên thị trường rất có nhiều các hóa chất vệ sinh, thì các bạn chọn những cái hóa chất nào mà nó bớt chất axit đi. Tại vì nếu như mà chọn cái hóa chất mà nó nhiều axit á, nó sẽ ăn vào cái chặng 3, ăn vào cái máy mình á, sẽ cái máy của mình nó sẽ dễ bị hư và dễ bị gãy chặng 3 hơn đó. Thì mình thường là dùng cái tính nó bớt cái axit lên, tại vì mua ngoài mấy cục ngoài thì nó đánh sạch, nhưng mà nó sẽ là tính axit mạnh thì nó dẫn đến là nó hư. Còn bây giờ mình chỉ cái vệ sinh nó là nó đơn giản, thì bằng cái sử dụng cái da ven thôi đó. Cái da ven thì cái liều lượng các bạn nào mà cứ mua ngoài thì thường thường là nó có tầm 6% nếu mà ngoài. Còn thường thường mà nếu mà các bạn làm giặt sấy giặt ủi thì thường mua cái da ven nó 12% thì nó sẽ tẩy tốt hơn. Còn ví dụ nếu mà gia đình bình thường thì mình cũng chỉ cần là 6% thôi. Thì sử dụng cái da ven là nó đơn giản và nó rẻ tiền, và cái nó không có nhiều tính axit để nó ăn mòn bay cái hư chẳng ba mình. Thì cái da ven là thật sự nó giờ đang là giá rẻ nhất và hiệu quả ok nhất, và mình có thể mua được bất cứ ở chỗ nào, thì cái đó là cái độ hiệu quả, và hầu hết các gia đình hàng nào á, thì cũng có thể sử dụng được. Thì mình cứ sử dụng là cái tầm một máy á, thì cái tầm vệ sinh định kỳ hàng tháng thì cứ cho nửa lít, tức là cần tầm 500 ml, 500 ml thì cứ nửa chai là cho vô là ok. Thì mình nói cái máy giặt thì có nhiều loại, do có thể dòng LG hay là dùng Electrolux, thì dòng nào á, thì nó hầu hết là nó cũng có cái trên cái phim á, là nó có cái vệ làm giặt vệ sinh lồng giặt này đó, giống máy này cũng vậy. Rồi máy bên này thì nó cũng có, thì mình chọn cái chương trình vệ vệ sinh lồng giặt á, thì nó sẽ vệ sinh nó sạch. Giống như máy Electrolux thì nó cũng có một cái chương trình vệ sinh lồng giặt riêng, thì mình cứ chọn cái chương trình đó là nó vệ sinh thôi, và mình đổ thêm cái hóa chất vào là ok. Thì thường thường các máy hiện tại giờ là thường thường nó ở trên này là nó có ấy rồi. Ví dụ cái máy này thì mình cái chung chung mình cũng để ý các bạn điều khiển. Ví dụ máy này nó không có ở trên này á, thì mình nhìn ở trên này nó có cái touchscreen ở đây này đó, thì nó có dấu sao, tức là mình đè cái phím này 3 giây thì nó cũng tùy là máy. Giống như máy Electrolux thì nó có phím xoay rồi, thì làm thì đơn giản thôi, chủ yếu là có hóa chất. Và lưu ý là các bạn là làm định kỳ nha, làm từ lúc mới mua. Còn các bạn nào mà đã 1 năm mà chưa làm thì nó bận lắm, thì thường thường phải tháo lồng ra. Còn chưa nếu mà chưa có tháo lồng, chưa có điều kiện, hay nó chật chội quá mà chưa gọi thợ, nó tốn chi phí, thì mình cũng phải phải dùng cái da ven tẩy trước đi đó, tẩy bay một lần đi. Hoặc là dùng những cái lâu quá mà chưa làm thì dùng cái những cái hóa chất nó mạnh hơn. Có thể mua trên các sàn thương mại á, thì nó sẽ hóa chất nó sẽ mạnh hơn. Còn như định kỳ thì mình dùng cái da ven thôi, tại vì tẩy những cái hóa chất mạnh, nó axit mạnh á, thì nó dễ bị hư chẳng ba lắm.
làm một thời gian là nó bay, thì giống như mình rửa xe vậy thôi, mình rửa bằng cái axit giống như chất ăn mòn mặn á thì nó sẽ sạch, nhưng mà nó sẽ hại đến nước sơn lại ấy. Nhưng mà mình làm định kỳ hàng xuyên á thì mình chỉ dùng xà bông là nó ok rồi đó. Thì máy nào cũng vậy, thì trên bạn điều khiển nó vậy, dùng cái máy này á, thì thường thường tất cả các máy á, thì mình phải vệ sinh cái bộ lọc rác trước nha, đó luôn luôn vệ sinh cái bộ lọc rác trước. Bên này không có bộ lọc rác này, đó bên dưới này thì tùy tùy là máy, nhưng mà thường thường là máy nào cũng phải vệ sinh cái lọc rác đó. À, trước khi đổ hóa chất vào hay đổ gia ven vào thì mình vệ sinh cái máy lọc rác trước đó. Đây là khay lọc rác thì thường mở hầu như máy nào nó cũng như nhau thôi. Thường mình để cái bong bóng phía dưới này để cho nước nó chảy ra, để nó chảy ra đỡ lan ra ngoài đó, thì mình vệ sinh tháo ra để kiểm tra cái hàng tháng, để kiểm tra cho máy lọc rác nó ra thế nào. Thì mình mở này ra, có thể nước thì sẽ ào ra thì mình chấp nhận thôi, tức là mình đưa cái bong bóng để nó chạy ra cái bong bóng để nó ấy đó, giống như cái này rác này đó, đó chạy ra thì đó. Thì trong này nó cũng có rác sơ sơ này. Nói chung là cái này mình vệ sinh thường xuyên thì thỉnh thoảng nó mới mới bị rác sơ sơ thôi đó, mình bị vậy thì mình lấy ra thôi, lấy ra để ấy đó, giờ thường tóc tai mấy cái ấy làm vặt ấy. Tại vì cái này mình vệ sinh thường xuyên nên nó cũng khá ok đó, vệ sinh nên nó ấy rồi. Bây giờ khi mà nó cái này nó sạch rồi ấy, thường thường ra ngoài mình có thể chà xà bông cái này cho chà cái này cho sạch, còn không ấy thì ổn rồi, thì mình vặn luôn. Mở ra thì vặn ngược chiều kim đồng hồ, vặn vô thì vặn cùng chiều kim đồng hồ, vặn sát sát đây. Các bạn cũng phải để ý cái này nhé, lưu ý các bạn này tí, tại vì trong này nó có cái ron cao su này, các bạn vặn thì để vặn đúng thẳng vô rồi mình vặn nhé, chứ không vặn có nhiều bạn vặn lệch mất ron cao su rồi nó hư, để xì nước ở đây. Vặn đúng chiều đấy là kê vô là vặn ok rồi. Vặn chặt là khi sau khi vặn chặt vậy là mình bắt đầu mình đổ hóa chất vào, đổ vào gia ben vào để mình vệ sinh là được rồi. Sau khi mà vệ sinh cái lọc rác thì mình đổ gia ben vào thôi. Cái gia ben thì hầu hết là các bạn có thể mua được bất cứ đâu nên nó dễ và nó hiệu quả. Đó. Vì như mình nói là dùng gia ben là ok nhất. Các bạn nào mà có gia ben 12% thì càng tốt, thì nó sẽ đánh mạnh hơn. Còn cái này thì gia ben thường của tầm cũng phải cho nửa lít, còn không bạn nào không cho lên hơn một chút một xíu cũng được. Tầm 6-70 ml là được. Bình thường như mình làm thì còn tầm cho nửa chai này đó. Thì cái này đó là nó khử xà bông, khử những cái chất tồn đọng trong đó, giống như là mình xà bông nó sẽ tồn đọng thì gia ven nó sẽ khử, cùng với nhiệt độ cao nó sẽ khử. Mình đổ một chút trong thùng xả này, rồi chút trong này, một cái chút đó, rồi đổ 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 xong một cái chút, cái độ nửa lít là được nhé. Thì mình ước lượng là 500 á, vô đây. Rồi tiếp tục mình đổ vô những cái ron này một chút, đổ ron nữa. À, trước khi vệ sinh thì mình cũng phải nhớ vệ sinh mấy cái ron này nhé. Đó, cái ron mình lúc nào cũng sạch này. Đó. Có bạn nào mà ron mà nó bẩn vậy là chứng tỏ là chưa không vệ sinh, là tức là nó bẩn thì phải kiểm tra nhé, vệ sinh trước hàng. Ví dụ cái này là nó hay bị này, dù sau mỗi lần giặt thì mình dùng khăn giấy hay dùng cái khăn dẻ, nhưng mà lau một cái là để nó sạch. Chứ các bạn nào mà để đông nó vết cứng ở đây thì nó bẩn lắm. Đó, mình đổ vô, đổ vào tầm nửa rồi bật chương trình này. Thì mỗi máy nó khác nhau thì máy nào nó cũng ấy thôi. Đó, ví dụ máy này đây, con máy giặt này thì nó có sẵn đây rồi, mình chỉ cần bật nguồn lên đó, xoay đến phần tấp clean đó. Thường đó cái tiêu chuẩn của LG là từ luôn luôn cái chữ này viết tắt của chữ clean này. Đó thì là bắt đầu là ok, là bình thường thôi đó. Thì vệ sinh là bấm chạy thôi đó. Còn những cái máy khác thì nó cũng giống như vậy. Giả sử như cái máy bên này đây thì mỗi máy nó có một cái riêng khác nhau. Thì dù giả sử cái máy này đây đây là cái tấp clean nó nằm ở đây này. Đó khi nằm ẩn đây á, thì mình thường thường mình sẽ đè nút đó, đè nút nó có thì chữ này là chữ clean này, rồi mình bấm ok là được đó. Thì mỗi máy nó có một khác, nhưng mà thường thường nó sẽ trên cái núm này nó có sẵn, bạn để ý cái chữ nào mà có chữ nào tấp clean là được đó, tấp clean là đè cái đó đó, giống như bên này cũng vậy đó, tấp clean nằm đây để đè đây
Máy này á, thì cũng bật lên, cái này nó không có nằm ở trên cái bàn điều khiển này thì nó hơi ẩn, thì nó ẩn là cái vệ sinh lồng giặt. Các bạn nhìn kỹ ở trên đây này, nó ghi là vệ sinh là nhấn chữ 3 giây này, tức là mình đè hai cái nút này đồng thời, cái nút thời giờ, hẹn giờ và thời gian á, đè hai nút này, hai ngón tay đè lên đây đó, đến khi mà nghe bíp đó, nghe bíp là ok rồi đó, tức là cái xuất hiện cái chữ này là cái chữ vệ sinh lồng giặt, thì các bạn sao tiếp tục vệ sinh thôi. Mọi máy nó phải khác. Thì đó là cái cách vệ sinh mà đơn giản nhất mà tất cả mọi gia đình hay chúng ta có thể làm ở nhà một cách nhanh gọn và đơn giản nhất và dễ dàng mua nhất, và hầu hết ai cũng sử dụng và nó rất là hiệu quả. Nhiều bạn cũng không biết là dùng cái gì vệ sinh đó, nên cái mình đưa video này mình hướng dẫn các bạn làm tiệm giặt thì cũng làm này, nhưng mà mua cái gia ven 12% nó sẽ hiệu quả hơn đó. Cứ thế mà làm thôi, còn đừng có tin lời mấy cái bên ngoài mua mấy cái chất ấy. Thường thường mấy cái chất đơn giản mà nó quảng cáo bên ngoài á, super gì đó, nhưng mà thật ra nó chỉ là gia ven thôi, chẳng qua nó mua cái chai ngoài nó đóng vô, các bạn không tin các bạn ngửi đi, mua về các bạn thường người ngửi là nó giống cái mùi gia ven liền đó. Nhưng mà nó là dạng gia ven đậm đặc thôi đó. Còn một số cái thì nó dùng cái chất axit nó mạnh, nó thấy thì nó dễ bị hư chẳng ba đó. Thì mình chia sẻ với các bạn vậy thôi, các bạn nào thắc mắc thì comment và hỏi thêm nha. Ok, bye bye, tạm biệt các bạn, chúc bạn ngày vui vẻ.